Sẽ thông báo tất cả các anh chị một cái tin anh chị. Có biết còn 5 ngày nữa là nó cho mình chạy đi, nhưng mà ngày 26 này mình có support bên bên có biết anh chị. Nó nói là còn bữa nay nó trong vòng bữa nay nữa là mình gỡ văn hồi, nếu mà được thì còn nhận 2.000 xin biên tất cả các anh chị. Sau khi mình chúc em mình sẽ gỡ hướng dẫn anh chị gỡ văn hồi cách khác, cái này là rất hiệu quả nha anh chị. Còn có ít nữa anh chị phải làm tranh thủ bữa nay trong vòng ngày 26 anh chị, qua ngày 26 là anh chị không nhận được 2.000 CB đâu nha. Rồi đầu tiên thì anh chị lướt chiếu phần link thứ nhất của video em á, video này đó nha. Rồi rồi anh chị, em có để đường link Telegram ấy. Rồi anh chị lướt dần vào phần link thứ nhất của em sẽ để cái phần link Telegram của thằng Covid ở dưới đây, là cái nhóm chat của nó người ta các anh chị. Rồi anh chị lướt vào cái phần ba kế hoạch đây nè. Rồi anh chị cài đặt anh chị. Anh chị bấm vào nút setting nè. Anh chị cài đặt cái username này anh chị. Ví dụ như em cài đặt là tên anh đi. A cộng đi. Anh. Rồi sorry. Ví dụ như tên anh đi. 11 33. Rồi ví dụ như vậy nha anh chị. Rồi em sẽ, rồi là username em là 1133 anh chị. Rồi anh chị list chia phần link Telegram của thằng có biết nè, anh chị join vào nha. Rồi anh chị ghi chữ anh ví dụ vậy đi, rồi 1133, rồi anh chị bấm join nha, gỡ nha. Rồi anh chị list cái vào phần link thứ hai của em anh chị. Phan anh chị ơi, anh chị ghi cho cái mục chữ KIC nha anh chị, yêu cầu nó anh chị. Rồi cái này em hướng dẫn xương coi cho anh chị, vì em KC công em không có làm máy nữa. Rồi anh chị click vào phần link thứ hai của em anh chị. Anh chị ghi cái chữ email của anh chị mà đăng ký thằng có biết anh chị, email đăng ký thằng sàn có biết anh chị ghi vào cái email nãy. Rồi anh chị ghi cái Telegram account nãy anh chị. Vô nha, anh chị bấm nút gỡ như vậy là ok anh chị. Còn có khoảng tiếng 2 tiếng nữa là cũng là qua ngày 26 là không được anh chị, làm liền em thiệt chứ em rất là buồn cho những anh chị nào mà ở KC công. Em tìm đủ mọi cách chứ, nhắn tin support chứ, nó nói trong vòng bữa 26 ngày này là còn nhận được 2.000 CB đó. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị nha.